Sau khi đổ bộ vào bờ biển phía đông của Philippines vào ngày hôm qua, bão nhiệt đới Chami tiếp tục tấn công khu vực đông bắc của đảo Luzon, buộc các trường học và các cơ quan hành chính ở đây phải đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines, bão Chami duy trì sức gió tối đa là 95 km/h và gió giật lên tới 160 km/h đang di chuyển về phía tây qua tỉnh Isabela hướng tới Biển Đông. Cơ quan này cảnh báo cơn bão có thể gây ra mưa lớn, lũ lụt, lở đất và chiều cường ở một số tỉnh miền Bắc. Cho đến nay, bão Chami đã khiến ít nhất là 14 người thiệt mạng, trong đó có 12 người ở trung tâm thành phố Naga. Hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực trung tâm Bicol khi nước lũ dâng cao tới mái nhà. Các trường học và cơ quan hành chính tiếp tục phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp. Ngân hàng Trung ương Philippines đã hủy bỏ hoạt động giao dịch ngoại hối và tiền tệ. Theo dự báo, cơn bão Chami đang mạnh lên và dự kiến sẽ tiến vào Biển Đông vào tối nay.